Thầy Trương ơi, xem giúp tôi viên này. Có thể làm mấy mặt dây như này không? Mua bao nhiêu? 2.000 tệ đó, tốn 2.000 tệ để mua viên này à? Chắc là không phải mới mua nhỉ? Mua lâu rồi đúng không? Sao biết hay vậy thầy? Biết chứ, bây giờ bạn ra thị trường mua vật liệu này với giá 2.000 tệ là không thể. 2.000 tệ không thể mua được nữa. Biết tại sao tôi nói thế không? Bởi vì bây giờ giá thị trường của nó khoảng 4 hoặc 5.000 tệ rồi. Điểm đầu tiên, bạn mua với giá 2.000 tệ, giữ nó lâu rồi nên đã kiếm được lời rồi. Điểm thứ hai là gì? Vật liệu này của bạn, nó là một viên ngọc thô của mỏ ngọc Nangki. Đã bóc vỏ hoàn toàn, có một số đặc điểm của ngọc thô Nangki. Thứ ba, có rất nhiều điểm nổi bật ở đây. Dưới ánh sáng tự nhiên thấy vị trí đã chuyển sang màu trong rồi, là tinh thể ngọc rất tốt, hoa bày rất đẹp. Dưới ánh sáng mạnh có thể thấy nó đã có kết cấu băng sắc trùng. Thịt ngọc chỗ này có hoa bày rất đẹp, nơi không có hoa bày giá trị sẽ thấp hơn chút, nhưng nhìn chung vẫn rất tốt. Cá nhân tôi nghĩ bạn nên làm mặt dây chuyển các chủ đề, ví dụ như rồng, phụ. Hoặc là một số loài hoa, chim, đông trùng hạ thảo, không có vấn đề gì. Còn về làm chủ đề nhân vật hay phong cảnh sẽ không hợp lắm đâu. Nhưng nếu thích, bạn vẫn có thể làm, chất lượng này không kém thiết kế. Mặc dù có vài vết nứt, nhưng có thể xử lý dễ dàng. Vết nứt lớn này có thể cắt ra luôn. Viên này bạn mua ngon lành đó. Cảm ơn thầy nha. Đừng khách sáo.